Tuệ đang có mặt tại một trong những showroom lâu đời nhất của GVN. Và clip tiếp theo của chúng ta sẽ được quay ở đây. Nhưng mà trong clip lần này thì Tuệ sẽ không xuất hiện, nên là trong trailer này thì Tuệ phải tranh thủ một chút xíu. Cái nội dung của clip tiếp theo sẽ là gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi khám phá thử nha.